Hiện nay đang bước vào mùa mưa bão, tuy nhiên tại nhiều địa phương, vấn đề vi phạm hành lang an toàn đê điều vẫn diễn ra vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí là có những nơi như huyện Thanh Hà, Hải Dương, dù đã bị lập biên bản vi phạm hành lang trong suốt năm 2018 và 2019, nhưng nhà máy sản xuất gạch Tuy Nen Cường Thịnh 68 vẫn không chấp hành các quy định. Điều này đang gây mất an toàn cho người dân và sự thách thức với cơ quan chức năng, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Xây dựng ngay sát chân đê sông Thái Bình, vật liệu tập kết vào chân đê, bãi chứa đất ngày càng phình to, chen cả vào hàng tre chắn sóng, mặt đê bị cày nát, xuống cấp nghiêm trọng. Đây là những gì đang xảy ra với tuyến đê tả Thái Bình đoạn qua thôn Cập Nhất, xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, sau khi nhà máy sản xuất gạch Tuy Nen Cường Thịnh 68 đi vào hoạt động. Khu vực bến bãi này thì đã hết thời hạn thuê vào thời điểm năm 2017. Tuy nhiên đến nay thì mọi hoạt động vẫn đang diễn ra hết sức rầm rộ. Việc này thì không chỉ khiến cho người dân sống xung quanh khu vực này bức xúc mà còn đang đe dọa trực tiếp đến tuyến đê Thái Bình khi mà thời điểm mùa mưa bão đang cận kề. Theo tìm hiểu của VTC14, từ năm 2018 đến nay, nhà máy này thường xuyên bị hạt quản lý đê huyện Thanh Hà, Hải Dương lập biên bản về hành vi vi phạm luật đê điều, phòng chống thiên tai. Trong đó, các sai phạm chưa được khắc phục và kéo dài gồm hoạt động bến bãi, sử dụng bãi trái phép, múc cát đen dưới tàu thủy chất chứa trên bãi sông, chất tải cao so với quy định và ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ. Tuy nhiên, sau gần 2 năm, đến nay các sai phạm vẫn chưa được khắc phục. Thủ tục giữa từ cá nhân sang công ty là đang tiến hành chưa xong. Chứ không phải là công ty không tiến hành. Đấy là nói về cái thủ tục tại sao giờ nó chưa xong hết là như vậy. Đấy, thế còn về mặt bằng hành lang đê trong này, nguyên liệu là đất, thì nó là có cái lý do là cái mặt bằng cả cái nhà máy này nó là một nửa là đất liền thổ, một nửa là ao thủ đã được khai thác đất đắp đê từ trước, cho nên là nhà máy hót cái đất liền thổ ấy để tạo ra một cái mặt bằng đồng đều, thì nó có một cái lượng đất nên kia cũng để tận dụng để sản xuất gạch. Cũng theo tìm hiểu của VTC14, thời gian qua, hạt quản lý đê huyện Thanh Hà, Hải Dương liên tiếp lập các biên bản vi phạm của nhà máy sản xuất gạch Tuy Nen Cường Thịnh 68. Trong các biên bản làm việc, hạt quản lý đê Thanh Hà đều đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tiền Tiến căn cứ luật đê điều thực hiện xử lý đối với các sai phạm bãi chứa, hành lang đê, xe chạy quá tải trọng của nhà máy. Đồng thời yêu cầu nhà máy dừng ngay việc làm vi phạm, chấp hành giải tỏa vật liệu, chất tải bãi sông. Nhà máy chỉ được hoạt động khi có giấy phép và quyết định của cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên đến nay, mọi việc vẫn không được thực hiện. Trong cái giai đoạn vừa rồi thì công ty Cường Thịnh 68 cũng có tập kết một số cái vật liệu liên quan ở cái bãi ngoài sông Thái Bình cũng như ngoài trong giáp nhà máy thì có cái nó giáp với chân đê cũng như là cái chất cái độ cao nó cũng vượt quá quy định. Ủy ban dân huyện cũng đã phối hợp với hạt quản lý đê điều cũng đã mời công ty Cường Thịnh 68 anh vào trong ủy ban xã để làm việc cùng với hạt quản lý đê điều. Là chúng tôi lập biên bản và yêu cầu công ty Cường Thịnh 68 về thực hiện theo cái văn bản của Ủy ban dân huyện về việc chuẩn bị cho cái mùa mưa bão này. Chúng tôi yêu cầu là đến ngày 15 tháng 6 này là công ty này phải hạ thấp độ cao theo cái quy định của ngành đê điều quản lý. Với những sai phạm hạt đê điều đề nghị xã xử lý theo thẩm quyền thì chưa được xử lý dứt điểm. Thì quan điểm của chúng tôi cũng như là phù hợp với các ngành tiếp tục đôn đốc các xã Tiền Tiến để tiếp tục xử lý cái vi phạm này. Mùa mưa bão năm 2019 đang đến gần. Nếu những vi phạm của nhà máy sản xuất gạch Tuy Nen Cường Thịnh 68 không sớm được xử lý, thì tuyến đê tả Thái Bình sẽ tiếp tục bị uy hiếp, mất an toàn trong công tác phòng chống thiên tai. Một doanh nghiệp sản xuất với nhiều vi phạm về đê điều tồn tại qua nhiều năm nhưng vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền huyện Thanh Hà xử lý dứt điểm. Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng những đơn vị vi phạm đê điều cần phải có những biện pháp mạnh tay để chấn chỉnh, tránh xảy ra những tác động xấu đến con người mỗi khi có bão lũ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ những sai phạm của doanh nghiệp này trong các bản tin tiếp theo.